Chào các bạn đã đến với video của 9 phút kinh doanh đột phá. Trong cuốn sách Chai Dầu Chai Dèo có viết, không quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, bạn giữ được bao nhiêu tiền mới là điều quan trọng. Điều này chứng tỏ cách bạn chi tiêu sẽ quyết định đến khả năng tài chính của bạn trong tương lai. Theo một nghiên cứu, trung bình một đời người chúng ta dành khoảng 70% thu nhập hàng năm cho 3 loại chi phí, đó là nhà cửa, đi lại và ăn uống. Nếu như chúng ta có thể cắt giảm bớt những loại chi phí này, thì bạn sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Và hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách cắt giảm 3 loại chi phí này một cách vô cùng hợp lý mà vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống của bạn. Bắt đầu ngay thôi nào! 1. Đối với việc đi lại. Có thể bạn chưa từng nghĩ đến những loại chi phí này. Nếu hàng ngày bạn đi làm bằng taxi hoặc là xe ôm, chi phí cho mỗi lần tạm tính là 30.000 đồng. Mỗi ngày bạn đi 2 lượt đi và về. Vậy một ngày bạn sẽ mất khoảng là 60.000 đi lại. Nhưng cho 30 ngày thì bạn mất khoảng là 1.800.000, chưa kể những lần bạn đi gặp đối tác, đi chơi hay là shopping. Trong khi đó, nếu bạn sử dụng xe máy của mình để di chuyển thì mỗi tháng bạn chỉ mất khoảng 300.000 tiền xăng mà thôi. Và nếu bạn di chuyển bằng xe bus thì bạn chỉ mất khoảng là 200.000 một tháng mà thôi. Rõ ràng, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm được từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng mỗi tháng cho việc đi lại. Bạn tích góp bao nhiêu năm được một khoản tiền tiết kiệm, nhưng chỉ vì yêu thích một chiếc xe đời mới, bạn sẵn sàng bỏ ra toàn bộ số tiền đó, thậm chí là vay mượn để mua bằng được chiếc xe, mục đích là để thỏa mãn tính sở hữu hay đơn giản chỉ vì sĩ diện với bạn bè. Tôi thấy vấn đề này rất nhiều người đang mắc phải, thậm chí là với những người có thu nhập thấp, khiến cuộc sống của họ cứ mãi luẩn quẩn trong vòng quay nợ nần và không thể dư giả được. Tôi phải khẳng định với bạn rằng, thói quen mua sắm thích là phải mua bằng được thực sự rất nguy hiểm. Nó chỉ phù hợp với những người giàu có, những người đã tự do về tài chính. Còn nếu bạn không phải là một trong hai đối tượng trên, tôi muốn dành cho bạn một lời khuyên là hãy chỉ xem xe cộ là một loại phương tiện đi lại, một công cụ để giúp bạn làm việc và kiếm tiền. Vì thế, hãy lựa chọn một chiếc xe phù hợp với hoàn cảnh và túi tiền của bạn. Đừng biến nó thành ông chủ để hàng tháng phải còng lưng ra làm việc để cung phụng nó. Còn một điều nữa, sẽ đến mức hợp lý khi thu nhập hàng tháng của bạn chỉ có là 10.000.000 thôi, nhưng mà một năm bạn lại đi du lịch từ 4 đến 5 lần. Tôi biết bạn sẽ phản biện rằng, tuổi trẻ thì phải đi đây đó, mở rộng tầm mắt, khám phá thế giới. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng bạn phải biết cân nhắc, để sau mỗi chuyến đi, bạn không phải trả hóa đơn ghi nợ. Tốt nhất là với thu nhập đó thì mỗi năm, bạn chỉ nên đi du lịch một lần, cùng lắm là 2 lần, và không vượt quá con số này. Nếu bạn không thể nâng mức thu nhập của mình lên, cách khôn ngoan nhất là hãy để dành số tiền đó để tiết kiệm và đầu tư. Sau này, khi khối tài sản của bạn tăng lên, bạn hoàn toàn có thể thoải mái xách ba lô lên và đi, mà không cần phải suy nghĩ gì về tiền. 2. Đối với việc nhà cửa. Đối với vấn đề này, tôi phải nói với bạn một điều là 30 tuổi dốc hết tiền ra để mua nhà là dại. Câu này hoàn toàn đúng với những người thu nhập thấp và chưa đủ tài chính để mua nhà. Hiện nay có rất nhiều người trẻ tuổi, đặc biệt là những người đã lập gia đình, có suy nghĩ là phải mua nhà để ổn định cuộc sống. Điều này không có gì là sai, nhưng nếu mua nhà lúc bạn chưa đủ tài chính sẽ là áp lực, gánh nặng cho cuộc sống của bạn. Bạn nghĩ sao khi lấy hết tiền tiết kiệm ra để xây một đống bê tông khổng lồ, rồi còng lưng ra trả nợ? Hãy dành tiền tích góp của mình để đầu tư, kinh doanh, để nó sinh sôi nảy nở. Nhà chưa có thì ở thuê cũng được, hoặc nếu ở gần thì hãy sống với bố mẹ trong một vài năm đầu. Sau này khi có đủ tiền, bạn mua nhà cũng chưa buồn. Có những người sĩ diện với mong muốn là ở nhà đẹp khi tài chính chưa cho phép, chưa đủ năng lực, mà bản tính đó thì những người giàu có không hề có. Bạn nên nhớ rằng người ta giàu có để khiến cuộc sống tốt hơn, chứ không phải để chứng tỏ, để ra khoai với người khác. 3. Đối với việc ăn uống. Bạn có thói quen uống cà phê vào buổi sáng và bạn thường xuyên phải chi khoảng từ 35 đến 70.000 cho sở thích này. Vậy là mỗi tháng bạn sẽ phải tốn từ 1 tới 2.000.000. Nếu bạn pha cà phê ở nhà thì mỗi tháng bạn sẽ chỉ mất khoảng từ 2 tới 300.000 mà thôi. Buổi chiều bạn lại làm thêm một cốc trà sữa hoặc là một cốc chè hay là một số đồ ăn vặt khác thì bạn sẽ phải chi thêm từ 20 tới 70.000, tương đương từ 600 đến 2.000.000 đồng một tháng. Nếu cắt giảm những khoản chi tiêu này thì mỗi tháng bạn vừa có một khoản tiết kiệm, vừa hạn chế được nguy cơ béo phì. Bạn là nhân văn phòng và thường xuyên có thói quen là ăn trưa bên ngoài, sau đó là đi cà phê rồi mua sắm với bạn bè. Mỗi bữa ăn như vậy có lẽ phải tiêu tốn từ 70 đến 100.000. Mỗi tháng bạn sẽ mất từ 2 tới 3.000.000 tiền ăn.
Đấy là chưa kể nếu buổi tối bạn cũng ăn ở ngoài, thì số tiền bạn bỏ ra sẽ là con số gấp đôi. Thậm chí có những hôm bạn còn đi ăn nhà hàng sang trọng đắt tiền, thì chi phí bạn bỏ ra cho những bữa ăn xa xỉ sẽ là từ 3-5 triệu, tức là một tháng bạn mất khoảng hơn 7 triệu cho việc ăn uống. Tệ hơn là bạn thường có thói quen đi bar, nhậu nhẹt, thì tôi tin rằng số tiền bạn phải bỏ ra còn hơn rất nhiều con số mà tôi vừa nói đến. Nhưng nếu bạn tự nấu ăn tại nhà, thì số tiền này sẽ chỉ còn khoảng một nửa, thậm chí là ít hơn. Cách đây vừa giúp bạn tiết kiệm, vừa đảm bảo được sức khỏe. Có một câu nói mà tôi phải nói với các bạn ngay lúc này là đừng ăn một bữa đắt tiền nếu không ai nhìn thấy. Tôi không hề cổ suý cho việc bạn phải chứng tỏ đẳng cấp với ai cả. Chỉ là bạn cố gắng bao nhiêu mà không ai công nhận thì cũng bằng thừa. Nếu có thể chi tiêu tiền cho việc ăn uống, hãy dành bữa ăn đó cho những người quan trọng, những người có thể tăng thu nhập của bạn. Vừa rồi, tôi vừa chỉ ra 3 cách cắt giảm chi phí giúp bạn có thể tiết kiệm và sử dụng hợp lý các khoản chi tiêu. Nếu bạn áp dụng theo cách này, tôi tin rằng bạn sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá hàng tháng. Nếu bạn thấy thích video này, đừng quên like, share và để lại bình luận cho mọi người cùng biết nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.